ít nhưng mà tấm lòng rất nhiều. Con chào bác. Có rồi bác không có nhà đâu. Đâu có vợ con. Thì chẳng biết là nó là nhát cạn như thế nào cho nên người thì đó có bán hiện mà không có bán được. 14 ngàn bây giờ 14 ngàn làm gì cũng mua ổ bánh mì thịt.